thư xương, u xương ác tính ngày càng xuất hiện nhiều trẻ em và trẻ vị thành niên từ 9 đến 19 tuổi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, thậm chí là tính mạng. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đình Toàn, Phó trưởng khoa khám xương và điều trị ngoại trú Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Hà Nội cho hay, ung thư xương nguyên phát hay gặp ở lứa tuổi từ 1 đến 12. Đây là loại ung thư có tỷ lệ tử vong cao, đặc biệt ở người trẻ. Theo bác sĩ Toàn, ung thư xương thể nội tủy phổ biến trong các loại ung thư xương, 50% các tổn xương xuất hiện vùng quanh gối, đầu dưới xương đùi, đầu trên xương chày của trẻ em và người trẻ. Ngoài ra, tổn thương có thể gặp ở đầu trên xương đùi, đầu trên xương cánh tay hay xương chậu. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Quỳnh cho hay, tuần nào đơn nguyên chỉnh hình nhi, Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn cũng khám từ 2 đến 3 bệnh nhi ung thư xương, 15% số trường hợp đã ở giai đoạn di căn trong lần chẩn đoán đầu tiên. Ở giai đoạn sớm, các triệu chứng của bệnh lý này không có biểu hiện rõ rệt, người bệnh thường không chú ý, dễ bỏ qua. Nhiều phụ huynh rất bất ngờ khi con mình được chẩn đoán ung thư xương. Bởi trước đó khi thấy con kêu đau mỏi tay chân, nhất là đau đoạn đầu gối, xương cánh tay, cha mẹ thường cho rằng do trẻ vận động nhiều hoặc va chạm đâu đó hoặc thiếu canxi. Sau khi cơn đau tái phát nhiều lần, đi khám chuyên sâu mới phát hiện ung thư xương. Bác sĩ Quỳnh cho hay nhiều trường hợp đến khám vì lý do xương gãy sau chấn thương. Tuy nhiên sau khi chụp phim thấy hình ảnh tổn thương ác tính đã có từ trước, chẩn đoán ung thư xương. Hai dấu hiệu thường thấy nhất của ung thư xương ở trẻ là sưng, đau không có nguyên nhân cụ thể. Vì thế cha mẹ cần đưa con đi khám chuyên khoa ngay khi có các triệu chứng này, bác sĩ Quỳnh khuyến cáo. Theo bác sĩ Toàn, ban đầu cơn đau có thể tăng cũng có thể giảm hoặc mất đi theo thời gian. Về sau cơn đau âm ỉ liên tục, đau tăng nhiều về đêm và không đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường. Đau có thể liên quan hoặc không liên quan đến vận động. Các biện pháp điều trị ung thư xương. Phương pháp điều trị sẽ phụ thuộc vào tình trạng của từng bệnh nhân, được đánh giá cụ thể theo các yếu tố, giai đoạn ung thư, tuổi tác, sức khỏe tổng thể, kích thước và vị trí của khối u. Có 3 phương pháp điều trị bao gồm phẫu thuật. Bệnh nhân có thể được phẫu thuật loại bỏ các khối u hoặc mô bị ảnh hưởng. Mục đích của các phẫu thuật này là loại bỏ và thay thế phần xương bị hư hỏng. Phương pháp này giúp ngăn chặn ung thư lây lan nhanh chóng. Hóa trị, sử dụng hóa chất và thuốc đặc trị để tiêu diệt các tế bào ung thư. Hóa trị có thể được dùng để thu hẹp kích thước khối u để hỗ trợ cho việc phẫu thuật, hoặc được dùng để tiêu diệt những tế bào còn sót lại sau hậu phẫu thuật và phòng ngừa tái phát trở lại. Xạ trị, dùng tia phóng xạ kiểm soát tổn thương, ngăn chặn sự phát triển và phá hủy tế bào ung thư.